Muốn là lưu thơm ấy, là sao là cổ tay xong là toàn bộ là nó hết rồi. Ai bảo mày muốn lưu không bao giờ cả đời, không bao giờ nước hoa ngay đi thì không muốn đi họ ăn nhiều ngày rồi chồng em đặt hai chị em đặt đâu có anh chơi chỗ mát nhá. Mẹ cháu vừa lương liệt sĩ nữa. Mẹ cháu dạ vừa lương liệt sĩ nữa. Mẹ cháu à, chị tôi liệt sĩ, lương liệt sĩ. Dạ. Chồng liệt sĩ tuổi già. Dạ. Chồng đánh binh. Dạ. Đấy chứ ông nhà em cũng đi sinh năm 68. Đây ông chồng tôi tỉnh Ngọc Linh, Ngọc Linh. Ông nhà em mà cứ toàn ở pháo binh thôi. Dạ. Là như cái năm 68 nó bắn phá ác liệt quá, có vào cầu Hầm Rồng bảo vệ. Dạ. À thế gì đâu cụ? Bây giờ không tăng thì cũng được 2 triệu... 2 triệu 50 nghìn. 2 triệu 50 nghìn. Vâng. Chưa tăng hả? Chưa. Thế sao có chỗ tăng, có chỗ chưa? Thế cụ tăng chưa? Trong Quy Nhơn chưa, nhưng mà có ở đây chúng em ở Hải Phòng tăng rồi. Ở Hải Phòng tiêu chuẩn liệt sĩ cao lắm bác. Hải Phòng tiêu chuẩn liệt sĩ là một năm là được 10 triệu ấy. Được 10 triệu ấy. Tức là ngày như ngày Tết là được là 3-4 triệu nhé. Ngày 27 tháng 7 cũng được 3-4 triệu nhé. Em chỉ có lương tuổi già thôi. Lương tuổi già thì được 500. Lương người già có nghĩa là già tức là ngoài 75 đây là 80 rồi ra 80 85 đây này bằng tuổi mẹ mà không trẻ 80. Mẹ bác khỏe bị, bác nhanh nhẹ không bị xe đã tông mụ làm bị tai nạn hai chỗ thì cuối cùng mình tôi cũng khỏe như chị đó. Nhưng mà may thế là qua loa là khỏe được thế là mừng rồi. Nằm im một chỗ bây giờ thế này ba năm mẹ rồi ngoài 80 thì khỏe lắm. Ngoài 80 này là mà cụ là cứ bị đau đớn thế rồi vừa huyết áp lại vừa tim mạch. Em này lại bị tiểu đường. Ô tiểu đường thôi không. Tôi sợ huyết áp. Em bị tiểu đường là hai mấy năm nay rồi. Không cũng không có phải kiêng thêm. Kiêng sẽ việc người ta sống. Em có bốn đấy. Bốn này tôi cũng năm thì chết một, bây giờ còn bốn thì trong Quy Nhơn hai đứa một trai một gái, ở ngoài đây một trai một gái, con gái Hải Phòng, con dâu cũng Hải Phòng, con trai cũng Hải Phòng. Cái bà... cháu nội của bà này em mình báo cáo với cụ là cháu chắc em nhiều lắm. Cháu thì cái thằng con trai là năm. Thế mấy chỉ có mấy bà cháu đi thôi hả bác? Còn mấy cháu nó lại đi làm sao nó vào đâu à. Đang điện cho nó mà chưa ăn chỗ nào phải điện. Dạ. Tức là đi xe khác. Vâng. À, nó lại đi xe sau. À dạ. Tôi tám được cả đâu. Tôi vẫn lên đi ô tô à? Đi ô tô chứ. Bà đi từ mấy giờ? Đi ở nhà đi 9 giờ mới đi. Bắc Ninh mà bảo ra đây có 50 cây. Vâng, ra đây có 50 cây thôi. Cháu tưởng Bắc Ninh phải xa lắm. Bắc Ninh, Bắc Ninh là từng khu vực của từ nó rộng. Dạ. Từ Bắc Ninh tôi dạ. Ra Hà Nội. Cháu để Bắc Ninh thì cháu tưởng là gần Hà Nội ngay đấy, gần Hà Nội. Từ Bắc Ninh ra Hà Nội 40 cây. Dạ. 40 cây thì nó phải đến Hà Nội rồi phải đến phải Hưng Yên rồi bây giờ mới đến Hải Dương chứ nhỉ? Đấy, vâng. Dạ. Mà có hơn 50 cây. Giờ nó có cái đường đi tắt đi là ô tô nhiều đường xe là nhiều đường.
đi xe ngoài ở thuê thì nhà chúng cháu có xe như các con có bảo làm ăn hết. Giờ người ta mới làm nhiều đường mới đi gần, nhiều con đường mới đi gần đường lắm. Do vào trong hơn. Bắc Ninh Bắc Giang liền nhau đấy. Dạ, Bắc Ninh Bắc Giang gần nhau mà. Liền nhau. Bắc Ninh là Hà Bắc. Hà Bắc. Quan họ Bắc Ninh mà Bắc Ninh nghề ở đây là chuyên nấu rượu. Dạ. Dạ. Chuyên nấu rượu gạo, rượu Bắc Ninh, nhà rượu sắn. Dạ. Nổi tiếng. Bắc Ninh ngày trước là quan họ là đi mấy đi năm cây, năm cây có cây. Con họ như chúng tôi, nào chúng tôi cũng có người hát nhưng mà không đông bằng chính cái gốc của người ta. Gốc của người ta là nội dạy. Ngày xưa cháu trẻ cháu hát con họ lắm. Dân này rồi hát hay lắm.